Hộ gia đình tiếp theo mà hai chị em tụi mình đến thăm ngày hôm nay đó là gia đình của cô Ba Phương đó các bạn. Thì hoàn cảnh của cô cũng đặc biệt rất là khó khăn luôn. Thì cô đang xách nước từ dưới sông đi lên cho các bạn xem đó. Con chào cô. Dạ. Chào cô nha. Đi từ từ thôi nha cô. Cái tay của cô nó bị tật á, nên là xách nó rất là khó khăn luôn. Ôi, từ từ nha cô. Quá trời trơn luôn rồi. Ở đây hả cô? Dạ. Cái nước này con thấy nó hơi trong nè, là lóng phèn rồi đó hả cô Ba? Dạ. Còn nước trong đây lóng phèn chưa? Chưa hả? Mà tại chưa sách luôn. Chưa sách luôn hả? Mới sách cái thùng này. Mới tại thùng nhỏ sách. Dạ. Hoài mở. Lóng phèn rồi mà còn đục dữ hả cô? Dạ. Dạ. Sàn nước của mình là ở đây. Dạ. Dạ. Trên đây là nhà. Vậy thôi mình lên nhà xíu đi hả cô Ba? Dạ. Dạ. Mới sách nước xíu rồi cô mệt rồi. Đi đường trước đi ha cô Ba. Dạ, mình dạ, đi đường này đi ha. Dạ. Rồi, cẩn thận nha. Đi đây được không? Cô Ba vô nhà đi. Dạ. Rồi, mời cô. Tại hồi nhỏ bị bệnh đó. Mình ngồi đây đi cô Ba ơi. Cô Ba ngồi dưới được không? Ngồi dưới không? Cô Ba bị bệnh sao? Tại hồi bé 4 tuổi bị sốt bại liệt á. Dạ. Rồi không có hót á. Rồi cái tay nó ảnh hưởng đến cái tay của mình. Còn tay này thì sao? Tay này thì bình thường ha. Có tay phải. Nửa thân mình. Bị nửa thân mình với cái chân. Dạ. Nên cho là mình đi đứng cũng khó khăn. Dạ. Nhà cô được mấy thành viên vậy hả cô? Được 3 thành viên. 3 thành viên. Dạ. Dạ, là hai vợ chồng với lại con cô hả? Dạ. Rồi chồng cô đi làm nghề gì? Đi làm mướn như làm hàng ngày vậy đó, mà nuôi hai mẹ con. Dạ. Còn cô thì ở nhà thôi hả? Ở nhà chăm sóc đứa con với nấu cơm nội trợ trong nhà đó. Hồi trước giờ mình có đi làm gì được không cô? Đi làm thì đi làm mình cũng đi làm, lúc trước thì là cũng đi làm mướn gì đó, rồi từ ngày lập gia đình không có làm gì chứ. Dạ. Chỉ là chăm sóc gia đình. Dạ. Rồi nhà mình là có sổ hộ nghèo hay cận nghèo vậy không á cô Ba? Dạ có, số cận nghèo. Số cận nghèo, dạ. Có thể cho con mượn xem qua được không ạ? À? Là từ lúc là lấy chồng tới giờ là ở nhà chăm sóc chồng con thôi, dạ. Không có đi làm, chỉ một mình ông xã đi làm thôi. Nguyễn Văn Hùng là tên của ông xã của cô Ba Phương đúng không? Dạ. Nguyễn Thị Ngọc Phương với lại Nguyễn Văn Tấn là con trai. Dạ. Đây là giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của cô. Còn mới quá hả cô? Mới đây hả? Dạ mới đây. Mấy năm rồi hả? Không, mới đây hả? Mới đây luôn đó hả? Dạ. Con gửi lại nha. Dạ. Đổi sổ hay là mình mới được cắt cô? Cái này là hồi đó ở chung với bà vợ chồng, mà bà vợ chồng mất rồi, giờ mình ở trong nhà Úc luôn. À vậy là người thờ trong nhà nè, rồi đầu cúng quẩy thì hai vợ chồng. Rồi chị em á thì nạnh đi cũng đi mằng mướn nữa, mà lâu lâu mới về cũng như đám tiệc này kia, lâu lâu thì về đốt nhang gia đình vậy đó, trong nhà nè. Dạ. Hồi đó giờ là mình xài cái nước ở dưới cái con kênh trục đó đó. Dạ. Là cô với lại chồng của cô xách không hay sao, hay là có mua tưa không? Không. Không luôn. Chỉ là xách hả? Dạ. Là cô xách hay là chồng cô xách? Em xách không à? Tại vì đi làm, ông xã đi làm. Miễn ông xã ở nhà thì ông xã xách tiếp, còn ông xã đi làm thì tự xách. Dạ. Với cái chân với cái tay vậy xách chắc cũng mệt lắm á cô. Không mệt thiệt. Yeah, tại vì cái dốc nhà cô nó trơn quá trời trơn rồi. Có bây giờ cái đó là tại vì lúc trước là cái này là mình sẵn rồi, hồi đó tới giờ rồi cái đầu tự cái ở bên đó thì mình sửa lại. Dạ, nên là con nhưng nó hơi trơn. Mình mặn mình tích lũy có nhiều đó rồi mình chỉ sửa lại có nhiều hà, còn không có bơm cát được mà nó cao như vậy mình dễ đi á. Dạ. Rồi mình cô xài cái nước ở dưới đó cô thấy nó làm sao cô? Không, sách mệt quá. Sách mệt hả? Sách mệt thiệt, nhiều khi quạo với ông chồng với ông nhỏ thôi ha. Không, nhiều khi có quạo mà la hoài thiệt. Yeah. Nói bây giờ sách kêu cũng như nhỏ nó bự nhưng mà nó làm biến, cái kêu nó sách thì nó nói nó làm biến, nó mẻ sách đi. Cái sách mệt quá thì quạo hay quạo vậy đó. Yeah, tại vì cái tay với cái chân cô cũng yếu, sách nhiều cũng mệt. Cô xài nước luôn, cô có thấy nó bị ô nhiễm không? Xài thì mình xách nước dưới sông á, mình lóng lóng phèn, mình nuôi phèn gì mình lóng cho nó trong, cái mình xài mình nấu nước, như là mình nấu nước lên mình uống. Như nấu cho nó chín á, rồi ở đầu mình chăm vô ca mình uống. Vậy là cô cũng muốn nước dưới con kênh đó luôn chứ không muốn nước lọc hả cô? Rồi nước lọc á thì mua thùng 11 ngàn gì đó, mua thùng để đó. Kiểu giống như là cũng tiết kiệm nên là cũng hướng nước dưới con sông nó luôn. Con thấy nước nó ô nhiễm quá trời luôn. Không, nó dơ thiệt. Dạ. Rồi cái
tại vì điện này không có luôn. Hồi ấy là chỉ là từ từ cái lúc mà mới năm nay thì nó mới chỉ là cho được, vậy là mới có điện, mới có được tháng mấy hả? Tại vì có điện thì cô mới thì làm giếng được, cô nó còn không có điện cô cũng hết hồn á, tại vì thường á là giếng là phải có điện. Dạ. Dạ, cái này là nhà nước nó chỉ mới cho à, tại vì lúc trước là nó kêu mình tư nhân phải không, nó đóng, nó kêu mình đóng 5 triệu mấy, nhưng mà mình cái số lượng mà mình bằng mướn nó không có. Dạ, con hiểu rồi. Còn hôm nay á, tụi con đến đây á, là muốn mang tặng đến cho cô một cái nguồn nước giếng thật là sạch luôn để mà cô sử dụng. Tại vì nãy giờ con thấy cô cũng thấy con đi vòng vòng đó để khảo sát á, thì con thấy cô cũng rất là mong muốn có được nó luôn. Đúng rồi. Tại vì nó có mùi tưa nè, nó sẽ thoải mái hơn, cô không phải xách nữa. Thì cô có mong muốn là sẽ có được nó không? Có chứ. Tại bố hổng hỏi rồi nhưng mà người ta nói là hẹn phải không, mà mình trong hoài nói tại vì mình xách quá trời mệt này, với lại ông chồng đi mặn đó, cũng như mặn mướn mà nuôi gia đình cũng bấp bênh quá à. Không có mà như ở đây không có buôn bán gì được trơn, với lại không có mặn gì được, chỉ có thằng chồng mặn thôi. Nghỉ 2-3 tháng mới mặn có 2 bữa nay hả? Nên là tụi con cũng hy vọng là sẽ có mạnh thường quân hỗ trợ để giúp đỡ cho cô, để cô đỡ phải xách nước nữa nha cô nha. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Không có gì. Chào cô. Không, mừng thiệt, mừng lắm luôn, tại lại hai con được cái lại hỏi liền á. Rồi không có ông chồng nhà, tại vì ông chồng mới hỏi ông kêu cũng như tại vô tao khoan á, tại vì bữa đó không có nhà. Nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì hai chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng luôn khi được khai mạc cho Mạnh Thường Quân, đó là cô Lupu Vệ Chi. Thì rất là vui khi mà giếng nước sạch nhà của chị Ba Phương đã làm hoàn thành rồi đó các bạn ơi. Bây giờ thì chị không có phải xài cái nguồn nước ở dưới con kênh nữa. Bây giờ xin mời tất cả cô chú, anh chị, các bạn cùng vào trong nha. Rồi, chị đang đứng đợi kìa. Chào chị, chào chị Phương nha. Đi đâu đó? Đây đúng nha. Ở đây luôn. Khoan, bây giờ đứng đẹp phải không? Dạ, trước khi mà tụi em vô nhà ngồi nói chuyện với chị á, thì tụi em cũng biết là giếng khoan nhà mình đã làm xong rồi. Thì không biết là cái chỗ mà mấy chú họ khoan á là chỗ nào hả chị? Chị dắt tụi em đi coi đi. Dạ, bên đó đó. Dạ, vậy mình đi nha. Rồi, mình đi thôi. Tụi em tới chị có vui không? Vui. Đi từ từ thôi nha chị nha. Chị đi trước kìa. Họ khoan bên đây hả chị? Đem đồ xuống có khó lắm không hả chị? Bữa hổm dẹp ngay chỗ này nè. Dẹp cho trống nó dễ, cũng dễ đi. Mà tại bên đây nó khoan cũng khoan nó trống bên đây. Còn ở trong kia thì nó hơi chặt đó. Rồi em thấy rồi, mấy chú họ đặt cái ống khoan ở đây để mà khoan lên. Mua tua để phía trên đúng không chị? Ống này thì rất là tốt luôn nên chị không có sợ chị mua chị đắng gì hết. Chủ yếu là cái mua tua, cái máy bơm mình nên để trong nhà để che chắn nó lại. Bây giờ mình đi vô trong chị nha. Quá vui rồi chị ha. Có mấy thà có là vui rồi. Tại không xài xài nước xài nước đó không rồi đó, không có xài ở dưới mé nữa, dưới sông nữa. Không có xài dưới sông nữa. Mình đi đường này đi chị ha. Đây. Hay là đường này, thôi đi đường này đi. Đi thẳng vô nhà luôn nha. Tại em thấy cái máy bơm nó nằm ở phía trong đó rồi. Tính là khoan bên kia kìa cho nó ấy cho nó tiện đó, rồi người ta nói bên đây thì nó dễ chống. Chị. Cái máy bơm là để ở đây nè các cô chú anh chị các bạn. Máy bơm này là hoàn toàn là mới luôn, rất là tốt luôn để mà cho gia đình của anh chị xài được rất là lâu. Còn đây là cái ống dây cũng mới hoàn toàn luôn. Chị nói ống dây ra tới ngoài sau luôn hả? Em chào anh nha. Chồng chị hả? Hồi nãy có anh ở nhà nữa. Khoan anh ơi, anh có vui không? Vui hả? Chưa gì đâu, bấm nước lên cho em rồi. Chị xuống đây với em nè chị. Cái sàn nước nhà của chị là để ở đây. Hôm trước á, mình có thấy chị xách nước lên nè. Giờ để chồng chị ghim thử coi mình coi nước nó thế nào nha. Rồi anh bấm vô giùm em đi. Ống dây nó có bị cốt không anh? Bấm lên mạnh. Cái này hơi yếu hả? Anh nói là sáng bấm lên mạnh mà giờ hơi yếu. Lý do lên lại đó. Lý do là do điện hay sao ạ?
Rồi lên lại nè. Đó, giấc này rất là mạnh luôn. À, chắc là do điện yếu thôi nè. Tại vì thường á. Dạ. À, lâu lâu nó hay sập một cái ha. Em nghĩ là do điện yếu á, thường điện nó bị yếu thì nước nó không lên nổi á. Dạ, hồi giờ nước nè, rất là trong và mát luôn. Chị có thích nước này không? À, chứ em lại thích lắm luôn á, nó cực kỳ là trong mát luôn nè. Đó, có thể thấy đáy luôn. Ôi, đã quá trời đã rồi. Im hơn đúng không? Bữa đầu tiên nó mình không xả không. Dạ đúng rồi, thì nó còn đục. Dạ, vậy mình lên nhà nha chị. Dạ. À, em mời anh ra phía trước luôn ha. Dạ, em mời chị. Dạ. Rồi, cả nhà mình ngồi ở đây nha. Dạ. Dạ, em mời anh ngồi chung với lại chị luôn nha. Chị xích qua đây với em đi, cho anh ngồi bên đó. Dạ. Được anh. À, Thảo khoan cho mình được mấy bữa rồi hả chị Phương? Bữa nay nữa rồi, chắc có hơn tuần thôi mà. 4 ngày. À, 4 ngày. Dạ. À, mấy chú họ có nhiệt tình giúp đỡ cho anh chị khoan giếng nước không? Không, làm cũng im lắm. Dạ, làm im ha. Anh chị có thích không? Hồi đó giờ thì mình chưa có biết đến cái nguồn nước giếng. Hồi ấy giờ mình xài nước sông thì nói chung cái nguồn nước nó không bằng nước giếng mình pha thôi. Dạ. Nó không trong và nó dạ. Không được sạch không. À, cái lúc mà anh đi làm về đó, cô chị nói với anh là có Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho giếng nước đó, thì không biết là cảm xúc của anh như thế nào. Dạ. Chung được chị mình mừng lắm. Mừng lắm hả? Cũng khỏe một cái cho vợ mình nó khỏi đi xách nước tới lui gì đó. Dạ. Em xách với xong lên thấy cực quá. Em cũng có nghe là chị nói là chị phải xách á thì rất là cực luôn, nhiều lúc là cũng rất là mệt, cũng quạo lắm đó. Nhưng mà cũng phải xách, tại vì không xách thì đâu có nước đâu mà xài đúng không chị? Còn bây giờ thì chỉ cần cắm điện vô thôi là đã có nước chạy ra để mà xài rồi. Thêm nữa là nước rất là trong và sạch luôn. Dạ. Mình có giặt giũ hay là nấu cơm? Nấu cơm mình nấu nấu nước uống luôn. Nấu nước uống luôn. À giờ là uống rồi, uống nước này luôn. Dạ. Yeah. Rồi xài bơm vô nhà tắm luôn. À. Nói chung là mình xài toàn bộ luôn đó, là mình không có xách xuống sông, mình không có xuống sông xách nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ chân này diêm điện hả? Dạ, yeah. Chị thấy nó có khác gì nước sông không? Thì nó trong hơn, nó khác hơn mà nó im hơn nước sông. Nó im hơn ha, không xách nữa. Không. Dạ. Rồi mình nếm thử chị thấy nó có mùi hôi là nó có bị gì không? Không, mấy cấp đầu quá nấu thì mình đúng rồi, nó lỡ lỡ á. Dạ. Còn bây giờ thì đỡ rồi đúng không bây chị? Giờ thì đỡ rồi. Dạ. Giờ thấy nó trong. À, tại vì mới có 4 ngày thôi, anh chị cứ xài nhiều nè, xài nhiều hơn nữa đó thì nó sẽ rất là trong và sạch luôn, đảm bảo sức khỏe cho gia đình của anh chị rất là nhiều. Dạ. Con cái thì đi học về thì cũng có nơi để mà tắm rửa, không có phải xuống sông, thì rất là ô nhiễm luôn. À, tụi em cũng chúc mừng anh chị rất là nhiều nha. Dạ. Dạ không cũng có gì. Cảm ơn em với anh giúp đỡ cho hai chồng anh. Dạ, dạ. Chồng, vợ chồng lắm. Anh chị có nước sạch sử dụng rồi tụi em cũng rất là vui luôn. Dạ, thì hôm nay tụi em đến đây á, thay mặt cho Mạnh Thường Quân là em có muốn gửi một cái tấm bảng để mà cho anh chị làm kỷ niệm nha. Dạ. Đây là Mạnh Thường Quân mà đã tặng cái giếng nước này đến cho anh chị, trị giá là 4.500.000 đồng. À, chị cầm đi cho em xin phép đọc lên nha. Dạ, dạ. Hội Thiện Nguyện Menta Hệt Kali, chị Vương Huệ Chi tặng cho chị cái giếng nước để mà chị có để mà sử dụng nha, không dạ. Còn phải xách nước cực khổ nữa. Dạ, chúc rồi, mừng anh chị. Dạ. Cho anh cảm ơn em với anh với nhà tài trợ Mạnh dạ. Thường Quân. Dạ. Cũng chúc hai em với mấy anh với Mạnh Thường Quân là ngày hỗ trợ được cho hộ nghèo nhiều hơn. Dạ. Cảm ơn rồi, anh rất là nhiều. Rất nhiều. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Chào gia đình, hy vọng dạ. Có cơ hội gặp lại.